Nhà phân phối thiết bị công nghiệp Minh Motor xin kính chào quý khách. Sản phẩm mẫu sau là động cơ điện công nghệ Úc, một pha vỏ nhôm điện áp 220V. Chạy được trong môi trường điện yếu 210V, thích hợp cho một số việc nuôi trồng thủy hải sản, máy mài, máy cắt, máy xay ngũ cốc, thực phẩm, máy nén khí rửa xe, bơm dân dụng. Công suất sau là sản phẩm 2 ngựa, hay gọi là 1,5 kW, tốc độ 1400 vòng trên phút, 4 cực điện. Motor vỏ nhôm công nghệ Úc được thiết kế gọn nhẹ theo tiêu chuẩn quốc tế. Trọng lượng motor là 22 kg. Mã vỏ sản phẩm từ khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 100mm. Đường kính cấu trục là 28mm. Motor có chế độ làm mát toàn phần, tản nhiệt rất tốt cả bên trong và bên ngoài. Hệ số bảo vệ bụi nước IP54, cao cấp hơn các motor thông thường. Đây là con tắc ly tâm hay còn gọi là bộ chỉ mạch ly tâm, có tác dụng ngắt đồ đề sau khi motor khởi động. Miền Bắc gọi con tắc này là gọi là coupler, miền Nam gọi là mặt vít. Đây là hộp đấu tụ của motor 2 dây tụ đề được nối vào vị trí như sau. Với motor 2 ngựa, tụ đề là 300mm là phù hợp. Khi lắp đặt máy chế tạo, quý khách lưu ý khoảng cách giữa tâm lỗ đế dọc trục là 140mm. Khoảng cách giữa các tâm lỗ đế ngang trục là 160mm. Các chân đế chỗ nhôm này có thể tháo rời, lắp đặt theo chiều và phương tùy ý. Cường độ dòng điện định mức khi chưa tải là trên 8A. Motor chạy lắc êm nhờ độ thẩm thấu từ cao, cấu tạo từ tôn silic xanh cán nguội. Nếu cần tư vấn thêm, quý khách liên hệ số điện thoại và email ở phía dưới đây.